Sao không đưa em về nhà mà lại đến đây? Em đoán nhá, không phải là ngày sinh nhật, cũng không phải là ngày kỷ niệm. Anh có cái gì bất ngờ cho em à? Mình dừng lại đi. Cầm ca đêm đêm phòng trà dâng tiếng hát cho người người bỏ tiền mua vui, hỏi rằng anh ơi còn yêu em nữa không? Đừng nói nữa em ơi, xin đừng nói nữa làm gì. Anh nghĩ rằng đời người ca sĩ đáng thương và đáng được yêu. Bỏ em. Không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi. Từ đây về sau sẽ không còn một ai làm em tổn thương nữa. Em ngủ thật nhiều. Ngày mai trên đường phố này, những đêm khuya có anh đưa về xóm nhỏ xa lìa ánh đèn, có anh đưa em về bên. Chốt mong duyên kiếp cầm ca, em xin bằng lòng nghe tiếng trách chê của đời. Anh có yêu em không? Anh có thấy hối hận không? Nhưng mà bây giờ dù cho có hối hận thì cũng muộn rồi. Tình đời em nhớ rằng đời là gian dối, nhưng đôi ta có lẽ là mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn nếu như tôi biến mất cùng anh và cả nhà anh. Cô, mình dám đụng gia đình của tôi sẽ không để cô yên đâu.